Dạ xin chào các anh ạ, đến với video số 107 của kênh Đồ Câu Togo Japan nhé. Hôm nay em lên cho mình một lô máy đứng nha mấy anh. Có xây tầm khoảng là 7-8 ngàn luôn nhé. Một ít cần rút mini cho mình luôn nè. Có một cây cần có 9 tấc thôi nha mấy anh. Để câu cảm giác nha, câu tôm, con cá nhỏ rồi đó. Tập câu, câu giải trí đều rất là ok. Cần thì cần hai khúc thì em sẽ có cần lua nha. Có cần lua bạo lực cho mình luôn nè. Đấy, một cây tải mồi từ 60 cho tới 100 gram luôn nha. Cuối clip em sẽ giới thiệu cho mấy anh một cây lua Lumia Ultra nha, khoen Fujigon cho mình luôn nha, chiều dài 2m4 ạ. Rồi, em lên máy trước nha mấy anh. Con máy mã số 1 nhé. Mã số 1 thì em có một con máy đến từ hãng Shimano Today. Máy chạy với hai bạc đạn nè, về ngoại hình cũng còn rất là ok nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn ạ. Con máy này thì nó vào cước số 2 là được 70m nha, cước số 3 là 50m, xây thật là tầm khoảng 500 thôi ạ. Rất là gọn nhẹ cho mình luôn nha. Cần gạt mượt mà này, con lăn còn sáng ăn, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn. Con này hàng Korea xuất Nhật ạ. Đấy, mấy con này mà câu tôm đầu, câu cá nhỏ mình câu bè luôn cũng rất là ok nha mấy anh. Hoạt động máy đây ạ. Tay quay màn hình nó thiết kế là dạng tay cầm cán gỗ rất là ok nha, rất là chắc chắn cho mình luôn nè. Con này rất là đẹp ha. Đấy, hoạt động máy tốt nha mấy anh. Con máy mã số 1 em bán với giá là 190k thôi ạ. 190k cho con máy mã số 1 này nhé, đến từ hãng Shimano. Mã số 2 ạ. Mã số 2 thì em có một con máy hàng China xuất Nhật ạ. Musti Bin. Xây thực là tầm khoảng 1.000 thôi ạ. Còn cước số 2 là được 180m nha. Cước số 3 110m thì cước số 4 là 90m ạ. Cõi là cõi nhựa, thân là carbon nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn rất là thanh cho mình luôn nha. Con này đến từ hãng Suzumi ạ. Máy chạy với một bạc đạn nha mấy anh. Đấy, cần gạt mượt mà này, con lăn ha, đổi tay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây, máy hoạt động êm mượt cho mình luôn nha, chốt chặn đầy đủ và đảo chiều. Con máy mã số 2 em bán với giá là 90k nha, xây thực 1.000 ạ. 90k xây thực 1.000. Mã số 3, mã số 3 là em có một con máy đến từ hãng Daiwa, dòng lông Scatbo đây đó. Con này bầu cước, để em xem nào. Bộ cước số 2 là được 150m nha, cước số 3 100m và cước số 4 là 70m ạ. Xây thực thì tầm khoảng 2.000. Cõi là cõi hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Con máy này nó có tên là GS700M nha mấy anh. Hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Tay cầm cũng thiết kế dạng cán gỗ này, rất là ok ha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt mượt mà luôn, con lăn đây, con lăn sướng nha, kháng mặn cho mình luôn nhé. Đổi tay quay trái phải đều được, anh nào mà thuận tay trái thì báo em đổi sẵn cho mình về, khỏi phải lọng cộng nhé. Đấy, chốt chặn này đủ tiếng e khi kéo cá này, nghe rất là dễ chịu ha. Con máy mã số 3 em bán với giá là 330k thôi nha mấy anh. 330k cho con máy này ạ. Đến với con máy mã số 4, mã số 4 thì là con máy đến từ dòng Shimano Ascot XT 2500, xây thực cũng tầm khoảng 2500 ạ. Cầu cước số 4 là được 130m, cước số 5 100 thì cước số 6 là 70m nhé. Đấy, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, cần gạt mượt mà luôn, con lăn còn sáng nha. Con máy này về ngoại hình của nó thì còn tầm khoảng là 80% nha. Đấy, do nó bị trầy xước theo thời gian ha, nhưng không đáng kể này đó, nhưng mà hoạt động của nó rất là tốt nha. Hàng Malaysia xuất Nhật ạ. Hoạt động máy đây rất là êm mượt cho mình luôn ạ. Chốt chặn này, đảo chiều này đó. Máy hoạt động rất là êm mượt luôn nha mấy anh. Con máy mã số 4 em bán với giá là 690k cho con máy này nha. Con máy này rất ok à, thắng ABS luôn ạ. 690 cho con máy này nha. Rồi, đến với con máy mã số 5 ạ. Mã số 5 thì em có một con máy Utaga đây, xây thực 3.000 nha, đến từ hãng Shimano luôn. Cõi là hợp kim, thân là carbon nha. Máy chạy với hai bạc đạn ạ. Vào cước số 2 là được 220m, cước số 350 và cước số 4 là 100 nha. Xây thực 3.000 này, mô bin sóng này, gần gạt mượt mà luôn, con lăn phủ màu vàng gòn rất là đẹp cho mình luôn nha, còn sáng trưng luôn này đó. Do cái cối là nó in ha, nó kim loại, nó bị trầy xước này, nó bị trầy xước nha. Đấy, đổi tay quay trái phải đều được luôn nha mấy anh. Con này là hàng nội địa Nhật ạ. Đây, hàng nội địa Nhật nha, nội địa Nhật cho mình luôn nè, rất là ok nha. Lâu lắm mới có một con Ultra hàng nội địa Nhật ha. Đảo chiều này, chốt chặn. Con máy mã số 5 em bán với giá là 630k cho con máy này nhé. 630k cho con máy này ạ. 630. Mã số 6 ạ, là một con máy hàng China xuất Nhật, con máy GS40 nha. Xây thực là 3.000 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè. Ratio là 4.3 ạ.
Vô cước số 4 là được 100 m, cước số 5 là 90 m nhé. Về ngoại hình tổng thể còn rất là ok nha. Màu nước sơn rất còn sáng nè. Còn tầm khoảng 90% mặt. Cần gạt mượt mà, con lăn còn sáng, đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động rất là ok nè. Chốt chặn. Con máy mã số 6 hoạt động ok, em bán cái giá là 110k nha. Mã số 6 110 ạ. Mã số 7 ạ. Mã số 7 thì em có một con máy Comet Bin. Đấy, đến từ hãng Romarin nha. Con này xây thực thì tầm khoảng là 4.000 nha mấy anh, xây thực 4.000 ạ. Vào cước số 4 là được 180 m, cước số 6 140 và cước số 8 là 110 m nhé. Radio 4.6 có nhựa thân carbon. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, còn gạt đây. Con lăn ha, hơi con lăn này hơi dính cặn với biển, mình về vệ sinh lại cho đẹp nhé. Full carbon luôn ạ. Đấy, hoạt động máy đây này. Máy hoạt động rất ok, rất là êm mượt nha. Chốt chặn. Con máy mã số 7 em bán với giá là 90k thôi ạ. Mã số 7 90k. Mã số 8 ạ. Mã số 8 là một con máy hàng Korea xuất Nhật. Một con máy đến từ hãng Suta. Radio là 4.6 nha. Về ngoại hình tổng thể còn khoảng 80% ạ. Vào cước số 3 là được 170 m, cước số 420 và cước số 6 là 70 m nhé. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn. Con gạt mượt mà luôn. Con lăn còn sáng, đổi tay quay trái phải đều được luôn ạ. Hoạt động máy đây. Chốt dặn. Tiếng e chưa kéo cá này. Mấy con mà hàng Korea thì full carbon thì nó kháng mặn tốt cho mình luôn nha mấy anh. Con máy mã số 8 em bán với giá là 180k nha. 180k cho con máy này ạ. Đổi tay quay trái phải đều được. Mã số 9 là một con máy đến từ hãng Daiwa, dòng lông carbon luôn. Đấy, xây thực là 5.000 nhá. Còn cước số 4 là được 200 m, cước số 5 100 và cước số 6 là 120 nha. Đây, ngoại hình của nó đây này cũng còn rất là ok cho mình nha. Đấy, con này là hàng China nha mấy anh, China xuất Nhật ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn rất là thanh nha. Còn cước số 4 là được 200 m, cước số 5 là 150 và cước số 6 là 120. Cần gạt mượt mà luôn này, con lăn còn sáng trưng luôn, sáng rất là sáng cho mình ha. Đổi tay quay trái phải đều được. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok này. Con này chạy rất là nhẹ nha. Con máy mã số 9 ạ. Mã số 9 em bán với giá là 330k. Mã 9 330. Mã số 10 là một con máy Alivio đến từ hãng Shimano, xây thực 4.000, máy chạy với bạc rạng luôn ạ. Vào cước số 3 là được 200 m, cước số 4 150 và cước số 5 là 110 m nhé. Mô bin sóng này, cần gạt mượt mà này, con lăn ha, đổi tay quay trái phải đều được. Hàng Malaysia xuất Nhật ạ. Hoạt động máy luôn. Con máy full carbon nhưng mà tay quay thiết kế là tay quay vậy dạng kim loại nha, rất là chắc chắn cho mình ha. Con máy hoạt động êm mượt này. Con máy mã số 10 em bán với giá là 350k cho con máy này nhé. 350k cho con máy mã số 10 này. Đến với con máy mã số 11 ạ. Mã số 11 là một con máy đến từ hãng Daiwa. Con máy đuôi chuột nha mấy anh. Đây này, tiếng đầu rắc còn nghe rất là đã ha. Máy chạy với bạc đạn luôn. Đấy, vào cước số 4 là được 200 m, cước số 5 150 và cước số 6 là 120 nhé. Xây thực là 5.000 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn. Còn gạt này nó hơi bị rít rồi nha. Có gì em bảo dưỡng lại cho mình nha. Con lăn còn sáng nè. Đổi tay quay trái phải đều được. Hàng nha, Thái Lan xuất Nhật ạ. Hoạt động máy đây. Máy hoạt động êm mượt cho mình luôn nha. Chốt chặn này. Cái thân máy ngay đây nó bị nổ sơn nhẹ rồi nha mấy anh. Bị nổ sơn nhẹ cho mình nè. Nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của máy nha. Ngoại hình của nó nha. Con máy mã số 11 em bán với giá là 350k cho con máy này nhé. 350k cho con máy này. Mã số 12 ạ, là một con máy hàng China xuất Nhật này. Radio là 4.5 nha. Xây thực thì tầm khoảng là 5.000 ạ. Đấy, vô cước số 4 là được 200 m, cước số 5 150 và cước số 6 là 120 nhé. Cói là cói nhựa, thân là carbon, cầm rất là chắc tay nha mấy anh. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt một mà đây, con lăn sáng. Con máy này nó có cái tên là Hyperbin nha, 40 ạ. Đấy, máy chạy với bạc đạn luôn nha mấy anh. Hoạt động máy đây ạ. Con này chạy rất là êm nha. Đây, chốt chặn đảo chiều. Con máy mã số 12 à, em bán với giá là 220k nha. 220k nè. Mã số 13 nha. 13 là một con máy xây 6.000 ha. Đấy, máy chạy với bạc đạn cho mình luôn. Con máy đỏ đen nha.
Mobin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này. Cõi là cõi hợp kim, nhanh hơn là carbon, lỡ mà có va đập hay là rớt gì nó cũng đỡ mớp méo cái cõi cho mình ha. Đấy. Vào cước 0.3 là được 270 m, 0.35 là 240 và 0.4 là 160 nhé. Cần gạt mượt mà luôn. Con lăn còn sáng, đổi tay quay cái phải đều được, độ mới cao không lỗi lầm luôn nha mấy anh. Hoạt động máy này rất là ok nha. Chốt chặn. Đảo chiều. Đấy. Thiết kế tay quay dạng cái nắm này, đã nắm mút rất là ok ha. Con máy mã số 13 em bán với giá là 319k, 319k cho con máy này nhé. Mã số 14 ạ. Mã số 14 là em có một con máy Huey Ao. Đấy. Xây thực là 7.000 nha. Thiết kế cái phơm gọn nhẹ, cõi to ha, xây ratio là 4.9 nè. Vào cước 0.35 là được 270 m, 0.4 là 201 và 0.45 là 175 m nhé. Máy chạy với bạc đạn luôn đây mấy anh ơi. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn rất thanh nha, cần gạt mượt mà luôn. Con lăn còn sáng, đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động rất là ok nè. Thẳng ABS cho mình luôn nha. Con này thẳng ABS ạ. Đảo chiều. Con máy mã số 14 em bán với giá là 390k, 390k cho con máy này nhé, 390 ạ. Mã số 15 ạ. Mã số 15 là em có một con máy có ratio là 4.36 ạ. Đấy. Vào cước số 4 là được 340 nha, cước số 5 100 240 và cước số 6 là 200, mà xây thực thì tầm khoảng 7.000 nha mấy anh. Máy chạy với bạc đạn luôn nè. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ha. Con máy đến từ hãng Olympic nha mấy anh. Đến từ hãng Olympic. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt mượt mà. Con lăn còn sáng, đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy luôn. Máy hoạt động rất là ok nha. Con này chạy rất là nhẹ, cầm rất là chắc tay ha. Xay to nhưng mà cái phơm của nó gọn nhẹ lắm nha mấy anh. Máy hoạt động khỏe này. Con máy mã số 15 em bán với giá là 290k thôi ạ. 290k cho con máy này nhé. Xây thực 7.000. Rồi em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 thì em sẽ lên cho mình là một bộ cần máy như combo như này nhé. Cây cần này thì nó có chiều dài là 1.8, mà con máy này thì xây thực của nó tầm khoảng là 1.000 cho tới 1.500 nha mấy anh. Máy hoạt động ok này. Chốt chặn này. Đảo chiều này. Con máy này thì nó có ratio là 5.5 nha. Mình câu bè câu lô đều rất ok nha. Vào cước số 2 là được 150 m, cước số 3 100 m ạ. Hoạt động máy đây. Đó. Cây cần này thu gọn là 46 cm, nặng ngọn của nó là 1.7 ly nha. Dàn khoen loại sứ này. Đó. Nó bị rỉ nhẹ thôi chứ không có bị nhiều nhé. Ra cần cho mình xem luôn này. Màu nước sơn còn sáng bóng luôn nha. Cái bộ này rất là đẹp nha mấy em. Đấy. Chiều dài 1.8 này. Cặp cần mã số 1 em bán với giá là 250k nha mấy anh. 250k cho cặp cần này nhé. Rất là ok, máy chạy im mượt cần và độ mới còn tầm khoảng là 80% nhé. Mã số 1 250k. Đến với mã số 2 thì em có một cây cần chính tóc đây ạ, để mình câu cảm giác nha, câu tôm nha. Đấy. À, cây cần này thì nó còn nắp chụp Fuji đầy đủ cho mình hết luôn nè. Trọng lượng của cây cần này chỉ có 40g thôi à mấy anh ơi, rất là gọn nhẹ nha, mình bỏ ba lô, túi sách hay là vali đều rất là được nha. Đấy, ngọn của nó là 1.1 ly, hoặc thu gọn thì có 37 cm thôi. Ngọn 1.1 ly nè, dàn khoen còn rất là đẹp nha. Dàn khoen rất là đẹp cho mình này. Em ra cần luôn nhé. Đây. Màu nước sơn còn sáng bóng luôn ạ. À. Rất là gọn nha, chị có 9 tóc thôi ạ. À. Đấy, 90 cm nha. Đây. Tem còn đầy đủ hết nha, bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Nó chỉ có một cái lỗi lầm ngay chỗ đây là nó bị bong keo đây. Đây, có gì mình về mình độ chế lại cho nó đẹp ha. Đấy. Cái cần mã số 2 em bán với giá là 250k nha mấy anh. Mã số 2 250 ạ. À. Cần này phôi carbon nha mấy anh, còn nắp chụp Fuji đầy đủ hết luôn nha. Đấy, 250k cho cây cần mã số 2 thôi ạ. À. Rồi đến với cây cần mã số 3 nhé. Cây cần mã số 3 thì em có một cây cần tay cầm cán gỗ bần này. Thu gọn là 38 cm nhé. Trọng lượng là 125g. Ngọn là 1.5 ly nhé. Chiều dài của cây cần này là 1.8 m. Độ cứng 20 nha. Rất là ok ạ. À. Rất là ok này. Em ra cần luôn nhé. Dàn khoen loại sứ đây. Loại sứ xám nha. Đấy.
Đấy, cái này là dính cặn với biển chứ không phải bị rỉ gì đâu nha, mình về mình vệ sinh lại nha mấy anh. Đấy, người ta câu biển nó dính cặn với biển ha. Vàng khuyên còn rất là đẹp nè. Em ra cần nhé. Cái này thì ngoại hình của nó còn tầm khoảng là 85% nha mấy anh. Cái lóng này nó bị nổ sơn nhẹ này. Đó, nổ sơn không phải bị nổ lóng nha mấy anh. Đấy, cần thì không bị dập gãy lóng gì đó, hóa tem còn đầy đủ. Cái cần mã số 3, chiều dài 1m8, độ cứng 20, đến từ hãng Daiwa. Đến từ hãng Daiwa nhé. Em bán với giá là 260k, 260k nha. Đến với cây cần mã số 4, mã số 4 thì một cây cần có chiều dài là 1m65 mà đến từ hãng Suzumi nha. Thu gọn thì tầm khoảng là 41 cm, trọng lượng là 114 g, ngọn là 1.6 nha. Vàng khoan đây ạ. À, em ra cần luôn. Cây cần mã số 4 em bán với giá là 160k thôi ạ. À, 160k cho cây cần này nhé. Vàng khoen còn đẹp này, màu nước sơn còn sáng bóng ha. Đến với cây cần mã số 5 cũng là một cây cần phôi phíp luôn ạ. À, cây này nó có chiều dài cũng là 1m8 luôn nha mấy anh. Đấy, thu gọn của cây cần này là 40 cm, à, trọng lượng là 129 g nhé, ngọn là 1.9 ly. Đây, vàng khoen này nó hơi bị rỉ nhẹ nha mấy anh, nhưng mà lỗi xứ còn sáng bóng cho mình này. Đó, cây này có cái ngọn là ngọn thủy tinh nha, ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn nè. Đấy, cái phôi còn rất là đẹp ạ. À, nó phôi nó còn sáng bóng nha, nước sơn màu ánh tuyến rất là đẹp nha. Đấy, cây này rất ok. Cái con mã số 5 em bán với giá là 160k, mã số 5 160k nhé, chiều dài 1m8. Mã số 6 là em có một cây cần cũng là chiều dài 1m65 luôn nha. Thu gọn là 42 cm, trọng lượng 108 g và ngọn là 1.6 ly ạ. À, vàng khoen còn rất là đẹp nha, vàng khoen loại sứ phát quang cho mình luôn nè. Đấy, em ra cần luôn nhé, ngọn 1.6 ly cho mình nè. Chiều dài 1m65 nhé, tem còn đầy đủ, đến từ hãng Suzumi luôn. Cây cần mã số 6 em bán với giá là 150k thôi ạ. À, 150k cho cây cần này rất là đẹp luôn nha mấy anh. Đấy, tập câu, câu giải trí hay là gì, mua mấy cây cần rẻ rẻ này về chơi là hết bài luôn ha. Đến với cây cần mã số 7 ạ. À, mã số 7 em có cây cần chiều dài 1m8 nhé. Đây, chiều dài 1m8 này, cái tên của nó đây nha mấy anh. Thu gọn là tầm khoảng 45 cm, trọng lượng là 120 g, à, ngọn là 1.7 ly nha. Đấy, chiều dài 1m8 này, còn tem đầy đủ cho mình hết. Cái phôi này cầm rất là cứng cáp nha mấy anh. Vàng khoen còn rất là đẹp và sáng trưng hết cho mình luôn nha, không bị rỉ gì hết đâu ạ. À, đấy, cây cần này nó độ mới nó còn tầm hơn 90% luôn á. À, rất là ok nha. Cái màu nước sơn của nó nè, bị trầy xước cũng ít thôi ạ. À, có một vài vết xước lông mèo thôi nhưng không đáng kể đâu ạ. À, nhìn kỹ mới thấy nha. Cây cần mã số 7, một cây cần chiều dài 1m8 nha, em bán với giá là 200k nha mấy anh. Đấy, ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn nè, rất là ok nha. Mã số 7 200k nha, cây cần này đẹp ạ. À, phôi cứng. Mã số 8 em có một cây cần có chiều dài là, cây này nó không có đóng rồi để em đo cái nha. Cây nó có chiều dài là 1m8 nha mấy anh. Thu gọn của cây cần này là 46 cm, à, trọng lượng là 121 g, ngọn là 1.8 ly nhé. Vàng khoen của nó đây, lõi sứ còn rất sáng nhưng mà cái bát nó hơi bị rỉ chút nhé. Đây, em ra cần luôn ạ. À, độ mới còn tầm khoảng là 85% nha mấy anh, 85% ha. Cái màu nước sơn còn ok nhưng mà cái vàng khoen của nó hơi bị rỉ nhẹ nha. Cây cần mã số 246, mã số 8 mà em bán với giá là 160 nha mấy anh. Mã số 8 160 ạ. À, đây, câu bè ha, câu lua, câu ngâm vẫn được luôn nhé. Đấy, đến với cây cần mã số 9 ạ. À, cây cần mã số 9 thì là một cây cần màu xám lông chuột nha.
Thu gọn là 45 cent ạ, trọng lượng 120 gram, ngọn là 1.7 ly nhá. Vàng khoen còn rất là đẹp luôn này, vàng cây này vàng khoen còn đẹp nhá. Đẹp lắm luôn nha. Em ra cần luôn nhé. Đây, màu nước sơn còn rất đẹp nha mấy anh, cây này ok. Hình như là gần hơn 95% á. Cây này độ mới hơn 95% ạ, còn rất là đẹp luôn ạ, sáng nè. Bóng cho mình nha, chiều dài 1m8 này. Đó. Cây cần mã số 9 ạ, mã số 9 em bán với giá là 170k nha. 170k cho cây cần này nhé. Đấy, cây cần này đẹp quá ạ. Mã số 10 là một cây cần cũng là một chiều dài 1m8 luôn đây mấy anh ơi. Đấy. À, thu gọn là 50 cm nhé, trọng lượng là 116 gram, ngọn là 1.9 ly ạ. Vàng khoen đây, bị rỉ nhẹ thôi nhưng không đáng kể ạ. Đấy. Vàng khoen còn sáng trưng này, em ra cần luôn nhé. Đấy. Màu nước sơn còn ngáy này. Quá ok. Cây này cũng đẹp, hôm nay lô cần rút mini quá đẹp ạ. Cây cần mã số 10 ạ, chiều dài 1m8. Trọng lượng 116 gram, ngọn 1.9 ly nhé. Thu gọn 50 cm, em bán với giá là 160k thôi ạ. À. Cây này còn ok. 160, mã số 10. Mã số 11 là một cây cần có chiều dài là 2m4 nha mấy anh. 2m4 nè. Thu gọn thì tầm khoảng là 50 cm ạ. À. Trọng lượng 174 gram, ngọn là 2 ly nha. Vàng khoen đây. Đấy. Em ra cần luôn nhé. Cây này độ mới nó còn tầm khoảng là 80% nha mấy anh. Vàng khoen hơi bị rỉ nhẹ nhưng mà cái lóng cần, cái màu nước sơn còn ok phết này. Đấy. Chiều dài là 2m4 nha. Độ cứng là tầm khoảng 20 ạ, 15-20 nha. Đấy. À, cây cần mã số 11 ạ. Mã số 11 chiều dài là 2m4 nha. Em bán với giá là 160k ạ. 160k nha mấy anh, đọc lộn viết là đọc lộn ra gam luôn ạ. 160k cho cây cần chiều dài 2m4 này nhé, rất là rẻ nha. Đấy. Cây cần mã số 12 ạ, mã số 12 thì em có một cây cần vàng khoen này, rất là đẹp cho mình nha. Vàng khoen còn đẹp lắm. Đấy. Thu gọn thì tầm khoảng là 58 cm nha mấy anh, 58 cm ạ. Đây. Trọng lượng của cây cần này là 205 gram nhé. Ngọn của nó là 1.7 ly. Cây này chiều dài 2m7 nha mấy anh. Chiều dài là 2m7 này. Đấy. Em ra cần luôn nhé. 1.7 ly đây. Cây này cái phôi của nó hơi bị trầy xước này. Cái lóng này nó hơi bị nổ sơn nhẹ nha mấy anh. Nổ sơn nhẹ à. Cái lóng này thì đẹp nè, ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn ha. Đấy, quá ok nè. Cứng tầm khoảng 20 nha mấy anh, tầm khoảng 20 ạ. Cây cần mã số 12 em bán với giá là 230k cho cây cần chiều dài 2m7, thu gọn 58 cm, rất là gọn luôn nha. Cây cầm rất là chắc tay nha, cái bát cũng đẹp cho mình luôn nè. Đấy. 230k cho cây cần có chiều dài 2m7 này nhé. Rồi em hết cần rút mini rồi, bây giờ em qua cần hai khúc nha mấy anh. Hôm nay em có một cây cần có chiều dài là 2m1 nè. Đấy, khoen là khoen lỗi sứ phát quang cho mình luôn nha. Một cây cần lua bạo lực ạ. À. Nó tải mồi là tầm khoảng là 70 cho tới 100 gram luôn nha mấy anh. Đây này. Chiều dài là 2m1, một cây cần trophy. Đấy. Cái bát đây. Đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha. Cái khoen nhìn rất là chắc chắn nha. Đấy. Chiều dài 2m1, tải mồi từ 70 cho tới 100 gram luôn nha mấy anh. Trọng lượng của cây cần này là 240 gram ạ. Ngọn to nha, tới 3.4 ly lận ạ. Ngọn to tới 3.4 ly cho mình luôn nè. Đấy, cái ngọn rất là to ha. Đấy. Cái phôi rất là đẹp nha. Cầm rất là chắc tay. Cây cần mã số 13 chiều dài 2m1 em bán với giá là 190k nhé. 190k cho cây cần này ạ. 190. Đến với cây cần mã số 14 ạ. Mã số 14 thì em có một cây cần lua đến từ hãng Shimano nha. Cây cần này có tên là Majestic. Chiều dài là 2m1, độ cứng là MH ạ. Tải mồi từ 10 tới 30 gram nha. Tải nhái thật lua luôn cũng được ạ. Tải cá từ 5 cho tới 10 kg nè. Có mã code đầy đủ hết cho mình nha. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn à, rất là đẹp.
Đây, khoen lua to nha. Cái cây này mà anh nào thích khoen lua to thì cây này là thích hợp ha. Cái khoen sứ rất là to nè. Ngọn của nó là 2 ly nha, trọng lượng là 132 gram ạ. Ngọn 2 ly, trọng lượng 132 gram nhé. Đấy. Độ mới cao không lỗi lầm đâu nha mấy anh. Cây này cái phôi cứng cáp nha, cái phôi rùa này cứng cáp nha, tay cầm cán rổ bần luôn nè. Cây cần mã số 14 em bán phi giá là 370k cho cây cần có chiều dài 2m1 này nhé. Rồi, đến với cây cần này là cây cần ngâm nha mấy anh. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nè, đẹp từ gốc cho tới nhọn nha. Cái phôi này rất là đẹp nha mấy anh. Thiết kế khoen dàn khoen chịu lực tốt nha. Cây này có chiều dài là 2m1 ạ. Độ cứng là 60 cho tới 100 luôn. Sử dụng dây bi e từ dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok nhé. Queen the Raven đây. Chiều dài là 2m1 ạ. Ngọn là 3.6 ly, trọng lượng là 196 gram nha mấy anh. Cái phôi này đẹp lắm ạ. Anh nào có ưng con máy hoặc cây cần nào chưa có rõ hình ảnh và thông số thì có thể inbox nha cho em nhé. Inbox qua Zalo em gửi hình ảnh nha cho HP cho mình xem cho nó dễ nhé. Đấy. Cây cần mã số 15 em bán với giá là 350k, chiều dài 2m1, độ cứng 60 cho tới 100 nhé. 350k thôi ạ. À. Đến với cây cần mã số 16 hôm nay em gửi đến mấy anh là một cây cần có chiều dài là 2m4, độ cứng MH nha. Một cây cần lua. Tải mồi là từ 60 cho tới 120 nè, sử dụng dây BE từ dây số 2 tới dây số 5 vẫn ok, có mã code đầy đủ nha. Đấy, cây này là hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Một cây cần Lumina Ultra Ron. Đấy, cái tên của nó ạ. À. Khoen Fujigon nha mấy anh. Khoen Fujigon, bát cũng là bát Fuji cho mình luôn nhé. Bát Fuji đây. Khoen Fujigon này, để em quay cận cảnh từng cái khoen gon cho mình xem luôn nhé. Đấy. Rất đẹp nè. Phôi là phôi carbon xoắn ít 2 da cho mình luôn nha. Phôi carbon xoắn ít 2 da cho mình luôn ạ. Tải mồi từ 60 cho tới 120 nha. Đấy. Cận cảnh này, cần này. Dàn khoen Fujigon ạ. Bát là bát Fuji, phôi carbon xoắn ít 2 da. Trọng lượng của cây cần này là 48 gram, ngọn là 2 ly 2 nha mấy anh. Ngọn 2 ly 2 ạ. Cây cần này 148 gram nhé. Em bán với giá là 1.150.000 với chiều dài 2m4, độ cứng MH nha. 1.150.000 cho cây cần mã số 16 này nhé. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghim trên màn hình nha, hoặc là Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi, được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo. Chào các anh ạ.